Trên tay mình là một chiếc điện thoại đã có tuổi đời 12 năm, nhưng quan trọng là chiếc máy này vẫn còn nguyên siêu anh em ạ. Hôm nay mời anh em cùng với mình mở hộp con máy này và nhìn lại một chiếc máy có rất nhiều thứ đầu tiên trong thế giới Android, và tên của nó là Motorola Astrix. Và đây là toàn bộ những gì có trong hộp điện thoại của chiếc Motorola Astrix cách đây 12 năm. Có thể thấy là nó rất nhiều so với những chiếc điện thoại bây giờ. Quay trở lại thời điểm năm 2011, lúc mà chiếc Astrix này ra mắt, nó phải đối mặt với rất nhiều đối thủ khác, ví dụ như là iPhone 4 này, Samsung Galaxy S1 hay là Nokia N9. Trước đấy thì Motorola cũng đã có những thành công nhất định với những cái dòng điện thoại của họ như là Droid hay là Milestone. Tuy nhiên, trước sức ép quá lớn của chiếc iPhone 4 cộng với việc doanh số đã đang tụt dần, Motorola bắt buộc phải ra những chiếc máy mà có những công nghệ tiên phong, có những cái điều thu hút người dùng để kéo lại doanh số. Và như vậy, chúng ta có Astrix, một chiếc điện thoại Android có rất nhiều thứ đầu tiên ở thời điểm đấy. Đây là chiếc điện thoại Android đầu tiên có cảm biến vân tay. Anh em sẽ thấy vị trí đặt cảm biến vân tay của nó ở một nơi khá lạ so với những điện thoại bây giờ. Đó là giữa phần mặt lưng cũng như là màn hình, cụ thể là ở phía sau như thế này. Và cái cảm biến này nó sẽ tích hợp luôn một cái chức năng khác, đó là phím nguồn. Để mà anh em dùng, anh em sẽ phải vuốt từ trên xuống dưới. Cái độ chính xác nó cũng không cao, cũng như là khá bất tiện trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên cũng phải rất hoan nghênh Motorola đã thêm một phương thức bảo mật khác dành cho điện thoại Android lúc bấy giờ. Tiếp theo, mọi người vẫn gọi Motorola Astrix là con điện thoại đầu tiên có vi xử lý lõi kép, nhưng thật ra thì cái vị trí đấy đã thuộc về con LG Optimus 2X ra mắt cách đó một tháng rồi. Bên trong Astrix là một con chip mà mình cá là có khi nhiều anh em cũng chưa bao giờ nghe tên tới, đó là Tegra 2 đến từ NVIDIA. Thậm chí là Motorola còn tự hào đến mức họ khoe ngay cái từ lõi kép ở trong cái màn hình boot loader khi mà khởi động máy anh em ạ. Cấu hình chi tiết của Tegra 2 bao gồm hai con chip Cortex A9 với dung nhịp 1GHz phía bên trong cùng với bộ vi xử lý đồ họa ULP G4. Điểm đầu tiên thứ 3 của chiếc Astrix này đó là nó có khả năng biến thành một chiếc máy tính với các chức năng hoạt động đầy đủ. Và khi mà cắm vào một chiếc dock với được thiết kế riêng thì chiếc Astrix này sẽ biến thành một cái giao diện có tên là Webtop với nền tảng môi trường gần giống như ở trên Ubuntu. Chúng ta có thể truy cập vào tất cả các tính năng trên điện thoại, thậm chí là mở một phiên bản Firefox với Adobe Flash được hỗ trợ ở ngay bên trong nữa. Nếu bây giờ đi tìm nguồn gốc của những cái giao diện như là Samsung DeX thì chắc chắn Webtop sẽ là cái tên đầu tiên mà anh em cần phải nhớ tới. Cuối cùng, Astrix là chiếc điện thoại đầu tiên có một tính năng mà bây giờ ai cũng dùng. Đấy gọi là chia sẻ Wi-Fi hay còn gọi là Wi-Fi Hotspot. Ở thời điểm 12 năm trước, Wi-Fi vẫn là một cái gì đó xa xỉ với phần đông người sử dụng. Vậy nên, một chiếc điện thoại mà có tính năng chia sẻ Wi-Fi cũng là một điểm khá là độc đáo. Nhưng nó lại không thực sự hữu dụng ở thời điểm đấy, bởi vì lúc đó những cái gói cước 3G nó thực sự là rất đắt đỏ. Quay trở lại với thiết kế của chiếc Astrix, anh em có thể thấy là chiếc Astrix này nó mang thiết kế đặc trưng của những dòng điện thoại Android thời đó với 100% là vỏ nhựa. Mặc dù là vỏ nhựa cầm vừa tay nhưng mà nó không hề ọp ẹp một chút nào anh em nhé. Mặt sau của nó sẽ là những họa tiết dạng giả carbon, còn mặt trước thì chúng ta sẽ có 4 phím rất quen thuộc của những chiếc điện thoại Android ngày xưa. Và nếu anh em chuyển qua mặt trái của chiếc máy này, anh em sẽ thấy có tới 2 cổng kết nối. Chẳng lẽ là 2 cổng sạc? Không phải đâu, chỉ có 1 cổng sạc thôi. Cổng còn lại sẽ là cổng mini HDMI, và cái tên của nó nói lên chức năng rồi, đó là để xuất hình. Khi cắm cái cổng mini HDMI này lên một cái màn hình bất kỳ thì sẽ có một cái giao diện là Entertainment Center hiện lên. Anh em có thể xem phim, xem ảnh hay là nghe nhạc ở ngay từ cái màn hình đấy luôn. Và điều khiển thì từ trên chiếc Motorola Astrix này khá là thú vị phải không ạ? Bây giờ điện thoại Motorola thì hầu như là dùng giao diện Android gốc đúng không ạ? Nhưng ngày xưa thì Motorola cũng đã từng có thời gian có một bộ giao diện mang tên của mình, còn gọi cái tên là Motoblur. Anh em có thể nhìn thấy cái biểu tượng ngay phía sau thiết bị như thế này. Cái giao diện này mình đánh giá là một trong những cái giao diện ít tính năng cũng như là nhàm chán. Ngoài ra cài đặt rất là lằng nhằng. Ngày xưa ấy thì chúng ta sẽ bắt buộc phải đăng ký tài khoản cũng như là đăng nhập tài khoản thì mới dùng được bộ giao diện này. Thế nhưng sau 12 năm thì toàn bộ server hay là những cái thứ gì đấy liên quan đến bộ giao diện này thì đều đã ngừng hoạt động rồi. Chính vì vậy khi kích hoạt ấy, mình không thể nào mà đăng nhập hay là đăng ký cái tài khoản Motoblur của mình được. Mình bắt buộc phải sử dụng cách đó là bypass thì mới có thể vào bên trong được chiếc máy này. Nhìn chung là để sử dụng một anh bạn công nghệ 12 năm tuổi thì cũng có khá nhiều điều phức tạp đấy.
Còn bây giờ, anh em hãy cùng mình điểm lại cấu hình của chiếc điện thoại có tuổi đời 12 năm anh em nhé. Asterisk có một màn hình lớn với kích cỡ là 4 inch, tương đối lớn ở thời điểm đấy, độ phân giải của nó là QHD. Tuy nhiên, nếu so với những đối thủ cùng thời như là iPhone 4 thì độ chi tiết của nó vẫn còn kém xa, mặc dù chất lượng thì ở mức tạm ổn. Đi kèm với con chip Tegra 2 mình có nói lúc đầu thì bộ nhớ RAM của nó là 1GB và 16GB bộ nhớ trong, tương đối hào phóng ở thời điểm đấy. Nhưng với cấu hình này mà để cài đặt và sử dụng những ứng dụng bây giờ thì gần như là không thể, nên mình đã phải download lại những cái file APK ở thời điểm Android cách đây 12 năm để cài đặt. Và ngạc nhiên nhá, là những cái ứng dụng đấy bây giờ dùng vẫn rất ngon trên con này, xử lý mượt mà nhanh chóng, kể cả chuyển qua lại giữa các app thì cũng không phải là vấn đề gì quá lớn với chiếc Motorola Asterisk này. Công nhận là con chip loại kép ngày đấy lợi hại thật sự. Phía đằng sau của máy là một chiếc camera với độ phân giải là 5 megapixel và cái công nghệ nổi bật nhất của nó là lấy nét tự động cũng như là quay video HD, một tính năng mà có lẽ là khá lỗi thời ở thời điểm này đúng không? Chất lượng ảnh của nó thì nói thật, phù hợp với tuổi đời, không quá đẹp nhưng vẫn đủ để sử dụng và lưu lại kỷ niệm. Và ở một cái thời điểm mà video call còn là một cái gì đó khá là xa lạ thì Motorola vẫn hào phóng trang bị cho chiếc Asterisk này một cái cụm camera đằng trước với độ phân giải là VGA. Cuối cùng, viên pin của Asterisk có dung lượng khá lớn ở thời điểm đấy là 1930 mAh. Anh em có thể gọi điện trong vòng 9 tiếng liên tục. Và nếu kết hợp với viên pin phụ cùng với cái dock sạc đi kèm theo máy thì mình yên tâm là con này anh em có thể sử dụng thoải mái trong vòng 1 ngày. Tất nhiên là ở thời điểm 12 năm trước, chứ còn bây giờ thì con này khá là nhanh hết pin anh em ạ. Và vừa rồi là video mở hộp cũng như là đánh giá một chiếc điện thoại có tuổi đời ngang học sinh lớp 6, đó là chiếc Motorola Asterisk, một chiếc điện thoại có rất rất nhiều thứ đầu tiên trong thế giới Android. Anh em có một cái máy với cảm biến vân tay đầu tiên này, có một chiếc máy với chế độ chia sẻ wifi đầu tiên này, một chiếc máy với khả năng biến đổi thành laptop đầu tiên, cũng như là có con chip lõi kép rất là mạnh mẽ. Mặc dù không gây được quá nhiều tiếng vang và doanh số thì cũng không phải là thuộc hàng ấn tượng, thế nhưng Asterisk vẫn là một chiếc điện thoại cho thấy rằng Android có quá nhiều sáng tạo ở thời điểm cách đây 12 năm, một điều mà mình nghĩ là iPhone lúc đấy chưa thực sự nổi bật bằng. Cảm ơn anh Phạm Tuyên đã hỗ trợ một sản phẩm cực kỳ đặc biệt này cho Vật Vờ Studio. Và nếu anh em muốn review một chiếc máy cũ nào đấy trong quá khứ mà nổi bật thì hãy comment phía bên dưới. Đừng quên like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của Vật Vờ Studio. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.